Thưa quý vị, theo đánh giá chung, trong hầu hết những món ăn đường phố đa phần đều sử dụng muối và gia vị chứa nhiều muối. Những món ăn như bánh tráng trộn hay là trái cây lắc muối được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ, mà họ không hề biết rằng việc ăn muối vượt quá định mức cho phép sẽ dẫn đến những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Những món ăn như bánh tráng trộn, bánh mì nướng muối ớt, xoài lắc, ghẹ rang muối v.v. đã trở thành những món ăn thường nhật của giới trẻ. Dễ dàng thấy các món ăn này đều sử dụng gia vị chủ yếu là muối. Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, trung bình, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gram muối một ngày. Tuy nhiên, ngoài những bữa ăn chính thì việc sử dụng những món ăn vừa kể trên sẽ làm cho lượng muối được hấp thụ vượt quá mức cho phép, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu mà cơ thể mà tiêu thụ một cái lượng natri vượt cái khuyến nghị thì nó cũng là một trong những cái nguyên nhân quan trọng để dẫn đến những cái bệnh lý như là tim mạch, tăng huyết áp, hoặc có thể dẫn đến là đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não. Đối với những người mà đã có những cái bệnh lý như là tăng huyết áp hoặc là các bệnh lý về tim mạch, các bệnh lý về suy thận hoặc là suy gan thì cái việc mà tiêu thụ cái lượng natri vượt quá cái mức cho phép thì cũng làm cho cái bệnh họ tiến triển nặng hơn. Trong chiến lược quốc gia về phòng chống bệnh lây nhiễm giai đoạn 2015-2025, Bộ Y tế đã đề ra mục tiêu làm sao để giảm được 30% việc tiêu thụ muối trung bình một ngày. Như vậy sẽ giảm được gánh nặng bệnh tật cũng như cải thiện sức khỏe của người dân.